Đây, Khang chuẩn bị đập hộp. Cái này là cái gì? Cái men, bộ men mới nha, men 4 kênh nha. Chiếc này là dàn nhạc, chiếc này nó tăng lên gấp đôi nha anh em. 11 là tiền xô cũng tăng lên thêm miếng nha anh em. Anh em thấy hàng mới nha. Đó. Nhớ gì sao? Quà sinh nhật của tao gì vậy? Quà sinh nhật của anh nè. Gần chục chai với nhiêu? Chơi cái này độc lạ. Đây, đây là đang rửa, là đang tổ chức rửa rồi. Thục đồ. Tem nghe anh em. Quá chinh nha. Cái này tao quay chứ không có trực tiếp. Mày hướng dẫn nha. Rồi, tao ngân cái tao quay trực tiếp nha.